Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển tiếp sang tiết thứ 10 là tiết tự chọn. Nội dung ngày hôm nay thì thầy sẽ ôn tập lại cho chúng ta các kiến thức về phương trình bậc 2 với ẩn số thức, hệ số thực. Trước hết là chúng ta cùng nhau nhắc lại một số các kiến thức liên quan. Thứ nhất, đó là căn bậc 2 của số thức. Người ta định nghĩa thế nào là căn bậc 2 của một số thức ạ? Bạn nào còn nhớ không? Căn bậc 2 của một số thức là với mỗi số thức V kép thì số thức Z mà lại thỏa mãn điều kiện là đem bình phương của Z lên mà bằng V kép thì được gọi là một căn bậc 2 của số thức V kép. Nó giống như định nghĩa tương tự như căn bậc 2 trong số thực đúng không? Đấy. Đây là kiến thức thứ nhất. Ta có thể xét ví dụ thứ nhất. Ví dụ 1. Hãy tìm các căn bậc 2 của số thức V kép bằng trừ 5 cộng 12y. Thế thì theo đúng định nghĩa như này thì bây giờ mình sẽ gọi Z đúng không? Là bằng x cộng y nhân y. Nhớ rằng là theo định nghĩa của số thức thì y phải là số thực, là căn bậc 2 của số thức V kép này. Vậy thì theo định nghĩa ở trên này là đem Z bình phương lên thì bằng V kép. Đấy. Thì bình phương nó lên. Đúng không ạ? Bình phương lên thì chúng ta sẽ thấy ở đây là gì ạ? Bình phương lên chúng ta thấy là vậy thì ở đây là x cộng y nhân y tất cả bình đúng không? Đấy, thì bằng trừ 5 cộng 12y. Thế mình khai triển là hàm thức A cộng B bình A thì phần thực của nó sẽ là x bình trừ y bình. Đấy, thì hai số thực bằng nhau thì thực bằng thực, phần ảo của nó là 2xy thì bằng 12. Dạ. Thế thì ở đây bao giờ người ta cũng rút y là bằng theo x 6 trên x, chúng ta thay vào đây này, bình phương lên nó ra phương trình trùng phương. Ra phương trình trùng phương thì đây sẽ có hai nghiệm trái dấu, thì chúng ta sẽ chọn cái nghiệm x bình mà dương ấy là x bình 4. Đấy, và từ đó có x bằng 2 hoặc x bằng 2 hoặc x bằng trừ 2. Thay vào đây chúng ta tìm được y. Đấy, do đó mỗi số thức V kép thì luôn luôn có hai căn bậc 2 đúng không ạ? 2 cộng 3y và trừ 2 trừ 3y. Đấy, nếu biểu diễn hình học của hai cái căn bậc 2 này chúng ta thấy rằng là nó luôn luôn đối xứng nhau ở đây, đối xứng nhau có độ đó, trong mặt phẳng phức. Thì lưu ý là khi tìm căn bậc 2 của số thức thì chúng ta thấy có những lưu ý gì? Còn nhớ không? Trường thứ nhất là nếu số thức V kép là số A là một số thực thì nó xảy ra 3 trường hợp. Đấy, nếu số thức V kép này là một số thực thì xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu số thức V kép bằng số thực A này mà âm thì căn bậc 2 của nó có hai căn bậc 2 sẽ là cộng trừ y nhân với căn trị đối A. Đấy, thầy lấy ví dụ như nếu A mà bằng trừ 4 là âm đúng không? Thì có căn bậc 2 sẽ là gì ạ? Cộng trừ y nhân với căn của trị đối 4 là căn 4. Đấy, tức là bằng cộng trừ 2y. Cộng trừ 2y. Rõ ràng là khi đem bình phương lên rõ ràng là bằng trừ 4 chứ ạ. Đấy, nếu mà A là số thực 0 thì có đúng một căn bậc 2 là 0. Còn A là số thực dương thì có hai căn bậc 2 là cộng trừ căn này. Còn trường hợp nếu như nó là số phức có dạng là A cộng IB và cái phần ảo B này khác không này. Đấy, thì mình sẽ làm như bình thường, làm giống như cái ví dụ vừa rồi. Đấy, chúng ta sẽ đưa về cái hệ phương trình này. Hệ phương trình sao này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ rút Y thay vào đây. Y bằng B trên 2X lắp vào đây nó ra phương trình trùng phương, thế là xong. Thế nào là một phương trình bậc 2 với hệ số thực? Ta nhắc lại đơn vị kiến thức này. Nó là cái phương trình có dạng là AX bình cộng B cộng C. Đấy, trong đó A, B, C là các số thực, gọi là hệ bậc 2 số thực. Để giải phương trình này thì cũng giống như ở chương trình lớp 9 thì chúng ta vẫn tính delta bằng B bình trừ 4AC. Thì nó xảy ra 3 khả năng về delta.
Trường hợp nếu delta bằng 0, đúng không? Thì phương trình nó sẽ có nghiệm kép là x bằng trừ b trên 2a, chúng ta biết rồi. Còn nếu delta là dương thì nó giải giống như chương trình lớp 9, đúng không? Có hai nghiệm phân biệt, công thức nghiệm chúng ta đã biết công thức này. Đấy. Còn khi mà delta âm, chúng ta tính là âm, thì chúng ta sẽ phải đi tìm căn bậc 2, đi tìm một căn bậc 2, đúng không? Của số phức delta âm, của số delta âm này. Đấy. Thì chúng ta sẽ xác định được công thức là có hai nghiệm là trừ b cộng trừ y cận nhân trừ b delta trên 2a. Đấy là quy trình để giải phương trình bằng hai hệ trừ tự. Nếu mở rộng nó ra, người ta có thể cho hệ số a b c ấy, là số phức, đúng không? Thì cái việc tính toán nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, và máy tính khi đấy nó sẽ không hỗ trợ giải ra được. Thế còn nếu như a b c là hệ số thực này, thì chúng ta một trong công cụ hữu hiệu là chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay. Ở đây có hai cái chú ý. Chú ý thứ nhất, đối với đặc biệt với phương trình với bậc n ấy, đúng không? Thì người ta chứng minh rằng là cái phương trình bậc n với số thực thì luôn luôn là có n nghiệm phức, không nhất thiết là phân biệt. Tiêu nghiệm cũng có thể trùng nhau, đúng không ạ? Chú ý thứ hai là định lý vf thì với phương trình bậc 2 với số thực thì nó vẫn còn đúng, cho nghiệm của nó là số thực thì hiển nhiên đúng rồi, đúng không? Đấy, nếu x42 là số phức thì định lý vf vẫn đúng như bình thường. Tổng hai nghiệm thì bằng trừ b trên a và tích hai nghiệm là c trên a. Đấy, từ đây chúng ta cũng lưu ý rằng là chúng ta có thể thiết lập được, ta có thể thiết lập được một phương trình, đúng không ạ? Thiết lập được một phương trình, ta sẽ thiết lập được một phương trình mà có hai nghiệm là hai số phức cho trước là z1 z2, cho trước nào đấy z1 và z2, đúng không? Đấy, z1 và z2 thì chúng ta cũng giống như chương trình của lớp cấp 2 đấy, chúng ta cũng đi tìm tổng của z1 cộng z2 thì nó bằng s, và tích của z1 z2 là t. Thế thì phương trình mà có hai nghiệm là z1 z2 sẽ là phương trình có dạng là z bình trừ sz sz nhé, sz cộng p hoặc không. Trong đó s ấy là tổng giá trị tổng z1 z2, còn t là tích của z1 z2 bằng không. Đấy, chúng ta cũng có cái kiến thức về thiết lập một cái phương trình bậc 2 mà nhận z1 z2 là nhận. Đấy. Thế thì đây là toàn bộ những cái kiến thức mà chúng ta được học về phương trình bậc 2, đúng không? Ẩn phức với hệ số thực. Các kiến thức chúng ta phải chú ý. Phần tiền lượng còn lại thì bắt đầu chúng ta sẽ đi, thầy sẽ nêu ra cho chúng ta vận dụng là 10 cái ví dụ áp dụng. Sau đó sẽ có 7 bài tập về nhà để chúng ta củng cố lại phần kiến thức này. Thì trước khi ở phần luyện tập thì chúng ta có thể xét nhanh ví dụ giải phương trình bậc 2 này. Z bình trừ z cộng 1 bằng 0. Thì rõ ràng ở đây trong trường này chúng ta delta tính ra nó bằng nhiêu ạ? Nó bằng trừ 3 là một số thực âm. Thì sẽ có hai căn bậc 2. Đúng không? Chúng ta chọn một căn bậc 2, đây là căn 3y, thì nghiệm nó sẽ giống như cái nghiệm của phương trình công thức nghiệm là trừ b, tức là 1 cộng trừ căn delta trên 2a. Đấy là có hai nghiệm này. Còn nếu không chúng ta có thể bấm máy tính thì nó cũng máy cũng sẽ hiện ra hai công thức nghiệm này. Ở đây là z1 z2 em nhé. Đấy. Bây giờ phần luyện tập. Tình huống thứ nhất, gọi z1 z2 là nghiệm phức của cái phương trình z bình trừ z cộng 1 0, thì hỏi là giá trị của z1 bình cộng z2 bình bằng bao nhiêu trong bốn phương án sau đây. Thì gặp cái bài này thì rõ ràng là chúng ta định hướng ngay cách thứ nhất, đúng không?
là chúng ta có thể giải cụ thể cái phương trình này ra, chúng ta tìm ra nghiệm, sau đó chúng ta đưa vào đây để chúng ta biến đổi, hoặc chúng ta bấm máy tính đúng không ạ? Bấm máy tính thì chúng ta sẽ ra được nghiệm Z1, Z2 chúng ta gán nhớ vào xong chúng ta đưa vào tờ tính. Còn cách thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng định lý gì để tính giá trị này. Đấy. Đây là một cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, cái mã 101 ở câu cỡ 18. Đấy. Cỡ 18. Đấy, câu 18. Đấy, chúng ta thử sức. Thế thì cái này nó có rất nhiều cách làm, như tôi vừa nói ở trên thì ở đây ta dùng lý VS. Đấy, tổng hai nghiệm thì bằng trừ B trên A là bằng 6, tích hai nghiệm là C trên A. Ở đây chúng ta sẽ biến đổi Z1 bình cộng Z2 bình bằng cách thêm bớt tạo hàng đẳng cước, kết quả 16, đúng không? Đáp án. À. Đấy. Chúng ta thử bấm máy mà xem. Nó có thể giải quyết được thông qua bấm máy đúng không? Máy tính sử dụng máy tính này bấm đơn giản. Tình huống thứ hai, gọi Z1, Z2 là hai nghiệm phức của phương trình với hệ số thực. Thì hỏi là giá trị của module Z1 cộng module Z2 bằng bao nhiêu? Thì cũng tương tự như ví dụ bài 1 ở trên đúng không? Chúng ta cũng có thể sử dụng máy tính bấm rồi nhập tính được module Z1, Z2. Đúng chưa? Bài này thì lại không thể sử dụng DDS ngay trên này được. Đây là câu 21 đề thi minh họa năm 2019. Đấy. Chúng ta giải phương trình để tìm được các nghiệm Z1, Z2 có thể sử dụng máy tính. Sau đó áp dụng công thức tính module. Đấy, module số phức này. Đấy, bằng căn của phần thực bình cộng phần đảo bình, đúng không? Đấy, hoặc là mình có thể sử vào cái môi trường số phức thì mình bấm máy cũng được. Còn này cỡ 4,2 để thi năm 2019 đúng không? Cách giải cụ thể này, chúng ta giải ra được có hai nghiệm, module của từng cái một căn 5 cộng vào bằng 2 căn 5, nên kết quả A là kết quả đúng. Đấy là tình huống thứ hai. Một tình huống hoàn toàn tương tự. Đấy, ở bài 3 là hoàn toàn tương tự, chỉ khác mà số liệu thôi, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy rằng đây là câu 20 đề minh họa năm 2018, cỡ 4 điểm xét tốt nghiệp. Vấn đề. Đấy. Đấy. Đây là một số câu hỏi liên quan đến nghiệm, đúng không? Của phương trình bậc 2 với hệ số thực phản phức. Đấy. Hướng thứ tư. À, người ta hỏi là phương trình nào dưới đây nhận hai số phức 1 cộng căn 2y và 1 trừ căn y là nghiệm. Theo ông ta đáp án A, B, C hay D? Thế thì để giải quyết bài toán này thì chúng ta làm thế nào? À, chúng ta có thể làm theo cách thứ nhất, đó là chúng ta sẽ vào môi trường số phức, chúng ta mới nhập các đáp án, các phương trình giải phương trình ấy. Phương án A, nếu phương án A mà ra nghiệm như này thì chọn luôn, đây là A là đúng. Sau đó chúng ta nếu không được, chúng ta chọn chuyển sang phương án B cũng giải phương trình bậc 2, máy tính có thể giải được, xem có nghiệm hay không. Tương tự như vậy, nếu C nếu đúng thì chọn, còn nếu ba cái này mà sai thì chọn D. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng tới cái chú ý mà thầy vừa nói đấy, đúng không ạ? Đó là chúng ta thiết lập một phương trình bậc 2 mà nhận hai số phức Z1 và Z2 làm nghiệm, thì chúng ta chỉ cần tính tổng và tính tích của nó, sau đó ra được các hệ số S và P, thì phương trình nó sẽ có dạng là Z bình trừ đi SZ cộng P bằng 0, giống phần chú ý thầy nói. Đấy, đây là câu 19 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đấy.
đáp án C đúng. Thì chúng ta chỉ cần dùng định lý VS như thầy đã nói, tính tổng và tính tích vào. Đấy là cách 2. Còn cách 1 thì các em có thể gì ạ? Kiểm tra từng phương trình này, từng phương trình này. Nếu phương trình nào mà ra nghiệm này người ta chọn luôn, chắc chắn thử A không ra, thử B không ra, đến C thế nó có nghiệm này thì ta sẽ khoanh vào C ngay, đúng không? Đấy, có thể làm thuận hoặc làm ngược lại, đi từ kết quả. Tình huống thứ 5, ta xét tiếp tình huống thứ 5. Với cái phương trình Z bình cộng với AZ cộng B bằng 0, biết rằng là có một nghiệm phức là Z bằng 1 cộng với 2Y, thì hỏi là tổng của hai số A và B bằng bao nhiêu? Nào, ở đây nó tính hướng thế nào? Đấy, mà này máy tính thì rõ ràng là sẽ khó khăn rồi, vì nó có chứa tham số A và B đây thì nhập máy vào nó chả hiểu. Như vậy bài này chúng ta phải hiểu kiến thức thực sự, đúng không ạ? Nghiệm của phương trình là gì ạ? Nghiệm của phương trình là khi thay vào nó trở thành một mệnh đề đúng. Cho nên cái phương trình này mà muốn có nghiệm là Z bằng 1 cộng AI thì cái nghiệm phức là 1 cộng AI khi thay vào đây này. Đấy, nó phải thỏa mãn phương trình, đúng không ạ? Thỏa mãn phương trình thì từ đấy chúng ta thấy rằng là phần thực thì phải bằng 0 và phần ảo bằng 0. Từ đó ta sẽ có cơ sở tính AB hoặc là tính ra ra A cộng B, đúng không? Đấy là phương pháp. Đấy, vì Z bằng 1 cộng AI là nghiệm của phương trình này cho nên nghiệm của nó phải thỏa mãn. Chúng ta biến đổi cộng trừ nhân chia ra, thằng này ra, nhân phân phối ra, đúng không? Đấy, nhân phân phối ra thì chúng ta thấy là những cái thằng có tham số thì mình đẩy bên dưới bên này, thì muốn cho hai số phức này bằng nhau thì chúng ta biết rằng là hai số phức bằng nhau thì thực bằng thực, ảo bằng ảo, đúng không? Cho nên A cộng B bằng 3 và là 2A, đúng không? Thì phải bằng -4. Tuy nhiên đây ta không quan tâm đến vấn đề này mà người ta chỉ hỏi là tổng A cộng B bằng bao nhiêu. Cho nên chắc chắn là tổng A cộng B đây sẽ bằng 3, cho nên ta chọn là phương án C. Đấy, vậy bài này chúng ta phải hiểu thế nào là nghiệm của một phương trình phức, tức là khi thay vào phương trình thì nó phải thỏa mãn. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ tìm được tham số. Tình huống tiếp theo, tình huống thứ 6, mở rộng của những phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ có phương trình bậc cao hơn, cụ thể ở đây là phương trình bậc 3 với ẩn số phức. Thì bài này ta làm thế nào? Tập nghiệm trong cặp số phức C của phương trình này là các phương án A, B, C hay D? Bạn nào có thể định hướng được? Nhập máy tính có làm được không? Nhập máy tính thì số này vào thì máy tính có giải được không? Đấy là câu hỏi nhất. Thế thì bài này ta có thể thử ngược được đáp án không? Đấy, chúng ta sẽ thay, có thể thay từng giá trị nghiệm này vào đây, đúng không? Từng vào. Mà nếu mà tất cả nghiệm của phương án đã thỏa mãn thì ta chọn. Còn nếu không thì thấy rằng là dù nó là phương trình với ẩn số phức ấy, thì nó cũng vẫn là thỏa mãn các phương pháp giải giống như phương trình với hệ số thực và ẩn thực. Đấy, trong đó có những phương pháp biến đổi tương đương, ở đây chúng ta thấy rằng là biến đổi đưa về dạng tích. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta nhóm hai thằng này thì có gì nhân tử chung? Có Z bình nhân tử chung, đúng không? Thì trong còn là nhân tử là Z cộng 1, thì đây có Z cộng 1 rồi. Đấy, cho nên chúng ta có thể biến đổi phương trình này để đưa về dạng là Z cộng 1 là nhân tử chung, đúng không? Và trong này sẽ là Z bình cộng 1.
Đấy, đưa về dạng tích bằng 0. Mà tích bằng 0 thì tương đương với hai trường hợp, đúng không? Z cộng 1 bằng 0 tức là Z bằng trừ 1. Như vậy phương án này bị loại luôn rồi, đúng không? Vậy 3 là trừ 1. Thế còn Z bình cộng 1 bằng 0 thì Z bình bằng trừ 1 thì Z sẽ bằng cộng trừ y. Không thể bằng 1 được, đúng không? Đấy, cho nên là chỉ có phương án D này thỏa mãn. Đây, đấy, chúng ta đưa cái dạng tích này. Đáp án D. Đấy, như vậy là một cái phương trình mà có bậc lớn hơn 2, gọi là phương trình bậc cao, đúng không? Với ẩn số thực, ẩn phức hệ số thực, chúng ta cũng giải bình thường. Nào, tiếp tục mở rộng thêm, chúng ta xét tình huống thứ 7. Đấy, tình huống này nó mở rộng hơn một chút, đó là ở đây thì mở rộng, đây là hệ số này là hệ số thực, là hệ số phức nữa, không phải thực nữa, đúng không? Đấy, A, B, C, ở đây hệ số 2 cộng y này là hệ số, là tập số phức rồi, và A, B cũng là tập phức. Thì biết rằng là phương trình này có nghiệm là 3 cộng y và 1 trừ 2y, thì câu hỏi đặt ra là giá trị của A bây giờ bằng bao nhiêu? Như thầy đã nói rồi, đúng không? Đây là phương trình bậc 2 với ẩn số phức. Thế thì định lý VS của nó vẫn đúng. Định lý VS vẫn đúng. Cho phương trình ẩn phức, hệ số thực, hệ số phức đều đúng cả. Như vậy là để phương trình có hai nghiệm này thì theo VS chúng ta sẽ có được là tổng hai nghiệm liên quan hệ số A đây, đúng không? Là 3 cộng y này. Đấy, tổng hai nghiệm cộng với 1 trừ 2y này. Thì bằng cái gì? Thì bằng trừ b trên a, đúng không? Tức là vậy là trồng trừ a mà đem chia cho bao nhiêu? 2 cộng y. Đấy, từ đây chúng ta nhân lên, thằng này là một số phức này, chúng ta đặt máy tính đem nhân với số phức này, đặt phép tính chúng ta sẽ tìm được trừ a rồi nhân lên để suy ra có thể chọn được, đúng không? Đấy. Đấy, theo VS thì chúng ta sẽ có được là tổng hai nghiệm thì bằng trừ b trên a, tổng nó bây giờ là 4 trừ y, đúng không? Vậy chúng ta rút ra a này, rút a ra, tính ra a sẽ bằng trừ 9 trừ 2 y, để đáp án a là đúng. Đấy, rất là cơ bản. Đấy, nhưng mà vì nó có tham số a b vào đây thì nó sẽ chống là sử dụng cái máy tính trong vấn đề bắt buộc chúng ta phải hiểu và biết sử dụng lý VS, đúng không? Tình huống tiếp theo là với số phức z là nghiệm của phương trình này, thì hỏi là mô đun của số phức z cộng 6 trên z cộng y bằng bao nhiêu? Trong các đáp án A, B, C và D, chúng ta suy nghĩ một chút.
phần mềm là thế nào? Thì bây giờ chúng ta cũng có thể hỗ trợ máy tính đúng không? Chúng ta có thể nhập cái phương trình này vào này. Đấy, máy tính sẽ tính ra nghiệm, sau đó mình cũng tiếp tục nhập máy tính với nghiệm set 1 chẳng hạn, mình thay vào đây. Đúng không? Thì tính thử xem máy có thể tính ra được không? Chứ đẹp tính được đúng không? Thì máy tính đã hỗ trợ về môi trường số phức rồi. Cho nên giải bình thường đúng không ạ? Đây, nó có hai nghiệm là 3 cộng trừ 2y. Đấy, nếu mà giải bình thường ta sẽ xét là nếu như trường hợp thứ nhất là z bằng 3 cộng 2y, chúng ta thay vào đây. Z bằng 3 cộng 2y này, thay vào. Huy động lên, bấm máy, cái này bấm máy thoải mái rồi, chắc chắn ra rồi. Vậy module nó bằng căn 17. Đấy, module của cái thằng này thì sẽ bằng module của số phức này bằng căn 17. Đấy, trường hợp thứ hai là z trừ 3y thì chúng ta tính tương tự, ta sẽ ra được module của nó là bằng 5. Như vậy ta chọn phương án bờ, đó là căn 17 và nặng. Các bạn hiểu không? Tất nhiên đơn như thầy nói rồi, ta có thể dùng máy tính mà chúng ta nhẩm, chúng ta nhớ ý nghiệm xếp một ra bấm vào đây là được. Tình huống tiếp theo, tình huống thứ 9, lại tiếp tục một con phương trình mở rộng, là phương trình với hệ số, ở đây không phải là số thực mà là số phức. Đấy, thế thì máy tính sẽ không giải được. Đấy, với hệ số phức này chúng ta nhập 1 trừ 3y vào máy nó không hiểu. Đấy, cho nên bây giờ đối với chương trình này thì giải thế nào? Đây là con mở rộng dành cho những bạn nào mà có cái tốt hơn thì chúng ta có thể tiếp cận bài này, làm thế nào để tính được cái mô đun của số phức kép này trong các đáp án A, B, C và D sau đây. Mà đã nghĩ ra chưa? Thì như thầy đã nói đúng không? Kể cả nếu chúng ta không biết giải phương trình với hệ số là số thức phức này cũng được, không sao cả. Chúng ta thấy rằng là VS chúng ta có tổng 2 nghiệm. Mọi phương trình bậc n với ẩn phức thì bao giờ có n nghiệm, cho nên mọi phương trình bậc 2 với ẩn phức bao giờ có 2 nghiệm thì nó bằng trừ b trên a đúng không? Cho nên nó bằng bao nhiêu ạ? Trừ đi 1 mở đóng ngoặc, đây nó sẽ là 3y trừ 1. Đấy, tích 2 nghiệm Z1 nhân Z2 thì bằng C trên A đúng không? Đấy, chúng ta thay vào, tức là bằng trừ mở ngoặc là 2, 1 cộng y. Cái mặt khác, cái biểu thức cái thằng V kép này này thì mình lại có thể thêm bớt để mình biến đổi giống chương trình đại số lớp 9 đúng không? Đấy, để xuất hiện tổng và tích thì sẽ là gì ạ? Z1 cộng Z2 tất cả bình phương đúng không, trừ đi 5 lần Z1, Z2 đó. Cho nên đến đây chúng ta mới lại nhập cái Z1, Z2 bằng ông này đưa vào đây và cái này đưa vào đây thì máy tính lại hỗ trợ được tính module của nó. Luôn máy tính lại có thể hỗ trợ được. Đấy, cho nên bài này làm nhanh nhất là chúng ta làm như thế này. Đấy, lập vào biến đổi các bạn đi đúng không? Đấy. Chúng ta không cần phải giải ra thành phương trình nghiệm cụ thể mà mình có thể dùng VS để ta làm được, để mở rộng thêm một chút. Tình huống cuối cùng trong phần luyện tập, gọi Z1, Z2 là hai nghiệm của phương trình này.
AB là các điểm biểu diễn của hai cái nghiệm Z1, Z2 thì tọa độ trung điểm Y của AB là bao nhiêu? Trong một đáp án sau đây. Thế thì mình bấm máy ra bình thường đúng không ạ? Thì ra được hai nghiệm Z1, Z2. Z1 thì chúng ta biết rằng là nếu như Z mà có dạng là bằng A cộng IB nhỉ? Thì được biểu diễn bởi điểm nào trong mặt phẳng bức? Thì cho tương ứng với điểm có tọa độ là bao nhiêu ạ? Phần thực là A là hoành độ đúng không? Phần ảo là B. Tương tự như vậy. Mà tọa độ, công thức tọa độ trung điểm ta biết rồi gì ạ? Hoành cộng hoành chia 2 đúng không? Tung cộng tung chia đôi. Đấy. Để hỏi thêm một tí kiến thức như thôi, chúng ta kết hợp với giải phương trình ra hai nghiệm này. Về điểm A sẽ là 1, 2 và điểm B là 1, 2. Do đó tọa độ trung điểm thì chúng ta sử dụng quy tắc trung điểm, đúng không? Sẽ là 1, 0. Trả án B đúng. Đấy, thì với nội dung kiến thức là ôn tập lại về phần phương trình bậc 2 với hệ số thực của bậc 2 bị ẩn phức, thì thầy đã chọn ra 10 tình huống, 10 ví dụ để giúp cho chúng ta ôn tập lại. Với những cấp độ những con tầm cỡ 20 là những đề thi đại học đã thi rồi, đúng không? Và mở rộng thêm một số tình huống để các em nâng cao cái kiến thức và có hiểu biết của mình về phần phương trình bậc 2 với đặc phức. Tất nhiên ở đây chưa có phần vận dụng nào là quá vận dụng cao cả, đúng không? Vận dụng là cao cả. Cho nên chúng ta cứ tự tin mà làm, đúng không? Biết cách giải phương trình thì người ta sẽ hỏi thêm, ví dụ như đây, hỏi thêm một số những cái kiến thức liên quan nữa là chúng ta làm được. Thì phần bài tập về nhà thì thầy đã chọn ra là có tổng cộng, chúng ta nhìn nhé, có 7 bài. Đấy, 7 bài. Đúng không? Liên quan tới số phức, nghiệm của số phức, tìm số phức tỏa mãn như này, mở rộng ra, không phải nó là phương trình 2 được. Đấy, như thế này. Đấy, dùng vài cái chữa rồi. Đấy, thì các em thử sức kết hợp với cả phép toán đại số. Sau khi giải phương trình có nghiệm Z1 mà phần ảo dương xong thì dựa như con này, thì giá trị của số phức này là bao nhiêu trong các đáp án này. Hãy để ngăn thử sức. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Xin chào tất cả các em.